Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice tổ ấm y tế của mọi gia đình, 1800 New Doctor hoặc 714-898-0765. Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại của quý vị vào phần 3 của chương trình ngày hôm nay. Và trong lúc chúng tôi nói chuyện off air với một khán giả, thì khán giả cho biết là có một người con 17 tuổi có một cái thẹo lồi ở giữa ngực, thì nó khoảng chừng một cái hạt dưa vậy đó. Thì thưa thì bác sĩ có đề nghị là chích steroid vào cái thẹo lồi đó, keloid scar là một thẹo lồi. Thì bà hỏi là có nguy hiểm gì không? Thì chuyện đầu tiên thì chúng tôi trả lời là đây là một cái chữa trị rất là thông thường. Là tại vì thường thường đã bị keloid scar rồi, bị thẹo lồi rồi đó, mà mổ cắt thì nó lồi thêm nữa. Thì là không nên mổ, mà chỉ nên chích steroid vào trong cái thẹo lồi đó thôi. Mà đều chích thì có thể là không phải không dám chích nhiều một lúc, để người có thì đã chích nhiều lần, chích từ từ, chích ít ít một để cho cái thẹo nó lồi ra thì bắt đầu nó bị teo xuống, nó swing xuống, nó teo lại thì nó vừa thôi. Chứ nhiều khi mình chích steroid, mình chích mạnh quá đó thì nó có thể nó làm cho nó lõm xuống, nó hủng xuống. Thành ra câu trả lời cho khán giả vừa mới hỏi đó là yes, chích steroid vào keloid scar không có vấn đề gì hết, mà đồng thời cũng phải có đôi khi phải chích hơn một lần. Rồi câu hỏi thứ hai trong LSTV gmail.com thì có một khán giả hỏi bác sĩ Nhân là như nó cũng giống trường hợp hồi nãy đó, có ông đấy, họ nói là bây giờ tôi đang bị tiểu đường cao huyết, rồi bị nhiễm hộ tuyến, rồi bị cao đường cao mỡ, tôi uống tới 8 tới 9 thứ thuốc mà hiện bây giờ đó bác sĩ cho tôi 3-4 thứ thuốc tiểu đường mà cũng đường tôi vẫn còn A1C nó vẫn cao trên 7, thì họ nói là trong trường hợp này phải làm sao? Trở lại đó, mấy người mà bị tiểu đường đó, cái thuốc đầu tiên mình sẽ cho là cái thuốc metformin, cái thuốc đó là cái thuốc tôi nghĩ là hiền nhất mà hay nhất ngay bây giờ đó, cho mấy cái người mà bị tiểu đường nhẹ thôi. Nhưng mà mình cái max dose của đó là 1000 một ngày 2 viên, sau khi đó mà mình không giảm được cái A1C thì mình phải cho thêm một cái thuốc thứ nhì. Thường thường cái thuốc thứ nhì là mấy cái thuốc nó gọi là sulfonylurea, giống như là glipizide, glyburide, mấy cái thuốc đó. Cái hại của mấy cái thuốc đó là mình uống vô đó mà mình không có ăn đó thì nó đã giảm đường rất là mau. Có thể nó làm hypoglycemic reaction. Nó làm mình mất đường đi, mình sẽ chóng mặt, mình có thể mình xỉu. Sau khi cái sulfonylurea đó thì nó có mấy cái thuốc mới giống như là DPP-4 inhibitor hay là SGLT2. Mấy cái thuốc SGLT2 đó là nó sẽ làm mình đi tiểu cái đường ra. Cái DPP-4 đó thì nó sẽ dùng cái chất incretin trong cái ruột non của mình đang bớt đường lại. Cái đó mình sẽ cắt nghĩa sao. Nhưng tóm là thì uống 4 loại thuốc mà không hết thì phải chích thôi. Dạ, phải chích cái thuốc. Có nhiều loại chích lắm, nhưng mà trong khi chờ đợi thì có một khán giả trên đường dây xin cho biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Thuốc mà không hết thì phải chích thôi. Dạ, phải chích cái thuốc loại chích lắm, nhưng mà trong khi chờ đợi thì có một khán giả trên đường dây xin cho biết tuổi ở đâu. Xin ông bật cái tivi nhỏ đi không, tôi nghe bị echo, tôi nghe không rõ đâu không? Dạ. Hello. Vâng ạ. Bà cứ nói đi. Cháu muốn hỏi con của cháu nó 20 tuổi á, mà nó đi coi bác sĩ, cháu ở Colorado, mà con của cháu nó 20 tuổi, bây giờ nó đi check mấy cái răng của nó thì bác sĩ nói là phải mổ 4 cái thì cháu muốn hỏi là mổ một lúc 4 cái như vậy có được hay không, mà với lại có an toàn hay không ạ? Mổ răng mà đi nha sĩ mà họ nói là cần phải mổ thì có nghĩa là có thể là nó bị cavity rất là nhiều, có thể bị dental abscess, nó bị nhiễm trùng rồi thì mổ còn đỡ đau khổ hơn nhiều, chứ còn để về chịu gì nổi. Nhưng mà trả lời bà, mổ không có nguy hiểm gì hết. Bốn cái nếu mà bé khỏe không có uống thuốc về tim, nghĩa là mấy cái thuốc loãng máu đó, nếu mà mình uống thuốc loãng. Cháu muốn hỏi là tại vì cái con của cháu nó không có phải hư răng, nhưng mà giống như là nó thừa răng đó bác sĩ, với lại nó có một cái răng nó bị chụp hình nó nằm ngang ra đó bác sĩ. Đúng rồi. Răng cấm nên đó. Nhiều khi cháu thấy nói là mổ như vậy là phải chụp thuốc mê rồi này kia, cháu thấy cũng hơi sợ đó bác không sĩ. Không sao đâu, cái mổ mà mình phải chụp thuốc mê mà nó hơi lâu mà nó hơi chảy máu một tí đó là cái Mỹ nó gọi là wisdom teeth đó, cái răng mà nó nằm, đáng lẽ nó phải nằm thẳng lên đó, nhưng mà nó nằm ngang trở lại đó, bây giờ cái đó phải mổ lấy ra, cái đó Mỹ nó gọi là wisdom teeth đó. Cái đó đa số mổ đó thì nó sẽ sưng lên cái chừng 1-2 tuần nhưng không sao, nhưng mà cái tim mạnh không uống thuốc loãng máu không sao. Dạ, vâng ạ, dạ. Dạ, cảm ơn bạn.
À, thì để tiếp tục mà trả lời trên trong khi chờ đợi khán giả gọi vào thì tiếp tục trả lời cái email address. Thì như bác sĩ Nhân nói đó thì có nhiều loại thuốc lắm. Nhưng mà thường thường đó mà một người mà đã uống tới 3-4 thứ thuốc 3-4 rồi, nhiều loại khác nhau như bác sĩ Nhân nói, hoặc là metformin, sulfonylurea, rồi uống luôn SGLT2, hay là DDP4 inhibitor. Rồi mấy cái đó mà không hết rồi thì chắc là phải chích thôi. Thì thường thường bây giờ nó có hai loại chích phong sinh nhân. Thì cái loại một loại chích thường thường là tôi thường thường là thay vì đó đã uống bốn thứ thuốc thì đầu tiên chúng tôi uống còn lại có một hoặc hai thứ thôi. Trước nhất mình sẽ bỏ, mình sẽ thường thường bớt thuốc đi. Thường cái thuốc đầu tiên mình bỏ đó là cái sulfonylurea, là mấy cái glipizide, glyburide hay là glimepiride, mấy cái thuốc đó nó giảm cái đường huyết máu đó, thì cái đó mình sẽ bỏ trước khi mình chích. Nên là mà thường thường còn lại giữ thường thường nguyên tắc tôi giữ lại metformin xong tôi cho chích cái basal insulin hoặc là kết hoặc là một ngày một muối, hoặc là có nhiều người tôi cho thẳng vào cái GLP-1 là Bydureon hay là Victoza. Thì chích một Bydureon thì một tuần chích một mũi, còn Victoza thì một ngày chích một mũi. Ok, trên đường dây tôi có một khán giả, thì cho biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Tôi có một đứa con, có nó đi làm đó, rồi chiều nó về nhiều khi nó mệt mỏi quá, nó uống một viên glucosamine mà nó đang bị viêm gan B. Hỏi bác sĩ uống cái đó, cái thuốc glucosamine đó, khi nó bị hay bị dị ứng, nó uống cetirizine đó. Hỏi thăm nó có bị ảnh hưởng gì đến cái viêm gan B không ạ? Nó mấy tuổi? 20 tuổi. Nó 31 tuổi. Mà bị viêm gan B, mà có đương trị viêm gan B không? Dạ, không có. Không có. Nhưng mà mỗi năm có đi khám viêm gan B, có đi siêu âm gan, mấy cái đó phải không? Dạ, có. Ok. Mà tại ngay bây giờ đó là họ nói là trong viêm gan B, trong cái gan đó, cái con siêu vi trùng viêm gan B đó nó đừng ngủ, nó không có nhiều phải không? Dạ đúng rồi, nó đang ngủ á. Dạ. Nó đừng ngủ, nó không thức dậy. À, nếu vậy đó tôi nghĩ uống glucosamine không sao. Thật ra nhưng mà được, giống như tôi nói luôn tôi nói với thành viên của tôi đó, bệnh nhân của tôi đó, là mấy cái thuốc bổ nào đó mình uống vừa phải thôi, chứ mình uống quá lỗ nó cũng hại hả? Tiếp là nó hay bị áp chế dị ứng đó. Dạ. Okay. Cái cetirizine nó dạ có bị ảnh hưởng gì không? Không sao. Để tiếp lời bác sĩ Nhân, chuyện đầu tiên tôi chỉ muốn trở lại cái glucosamine. Cái glucosamine uống thì có nhiều người có kết quả, có nhiều người không kết quả. Nếu mà uống trong một thời gian mà thấy nó không có ảnh hưởng tốt, đừng có uống nữa, bỏ đi đi. Tại vì không phải là ai uống glucosamine cũng có lợi đâu. Thành ra theo tôi, nếu mà con ông 30 mấy tuổi, thường thường là phải đau nhức, ví dụ đau khớp xương, đau đầu gối hay là đau khớp xương gì đó, thì uống glucosamine được chứ. Glucosamine không phải là thuốc bổ. Nó chỉ nói là giúp chất nhờn, nhưng mà cái này nó cũng 50-50. Có nhiều người uống tốt, có nhiều uống không có lợi gì hết. Thành ra nếu mà con ông mà 31 tuổi mà không có đau nhức nhiều, uống glucosamine không có hiệu lực đó, thì đừng uống nữa. Mình ngược lại đó. Còn ngược lại đó thì mấy cái thuốc mà bị dị ứng thì nên uống liên tục. Hỏi thăm mà nếu mà nó bị đau nhức nhiều quá, nó uống cái ibuprofen có được không mấy chị? Ibuprofen đó hả? Yeah. Được. Cái ibuprofen uống được, nhưng mà nếu mình uống cái ibuprofen giống như là 600 đó, thì mình nên kèm thêm cái thuốc bao tử, là tại ibuprofen 600 mà uống 2-3 lần một ngày đó, trước sau gì nó sẽ làm sốt ruột đó, thì mình kèm thêm cái thuốc. Phải kèm thêm cái thuốc cho mọi người. Prilosec hay mấy cái thuốc đó. Thường thường ibuprofen đau hay uống đau thôi, nhưng mà thường thường uống thì thường thường uống 200 thôi, và thường thường lên tới 400 là nhiều, 600 đôi khi hơi quá lố. Hoặc là 400. Yeah. Nếu 200 thì uống sáng một viên, chiều một viên. Yeah. Còn 400 thì uống một viên một ngày hả bác sĩ? Không, 400 sáng viên, chiều viên cũng được. Cũng được. Rồi, tôi trả lời ông rồi nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm gián đoạn, xin hẹn tái ngộ quý vị vào phần 4, phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, sau phần quảng cáo của những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Tuy nhiên, tôi nói chuyện quý vị off air.